Thời đại Hùng Vương, từ truyền thuyết đến lịch sử. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3, khắp miền truyền mãi câu ca, nước non vẫn nước, non nhà ngàn năm. Các bạn thân mến, mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc trong quá trình phát triển lịch sử đều lựa chọn cho mình những biểu tượng khác nhau, để khi nhắc đến biểu tượng đó, người ta nhận ra ngay đang nhắc đến đất nước nào. Ví dụ như người Mỹ lấy hình ảnh chim ưng, người Pháp lựa chọn con gà trống và người Nga lại chọn cho mình con đại bàng. Việt Nam chúng ta gắn với những câu chuyện truyền thuyết như con rồng cháu tiên với hình ảnh chiếc trống đồng Đông Sơn. Nhắc đến trống đồng Đông Sơn, chúng ta không thể không nhắc đến thời đại Hùng Vương, thời kỳ đầu tiên của lịch sử dựng nước, nền móng của đất nước Việt Nam. Đây cũng là thời kỳ chúng ta có ít dữ liệu lịch sử nhất và gây tranh cãi nhiều nhất. Vậy, chúng ta, những con người thời kỳ hiện đại, biết gì về thời đại Hùng Vương? Các bạn hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu ngay sau đây. Về nguồn gốc, trước khi có những bộ sử sách được biên soạn, trong nhân dân đã từng lưu truyền những câu chuyện truyền miệng mà ta gọi nó là truyền thuyết. Những câu chuyện ấy kể lại về thời kỳ khai thiên lập địa, thời kỳ dựng nước của các vua hùng như Lạc Long Quân và Âu Cơ, Sơn Tinh Thủy Tinh, Bánh Trưng Bánh Dày, Dưa Hấu Mai An Tiêm, Thánh Gióng. Như trong văn học có nói, truyền thuyết là sử dụng những câu chuyện có thật, khoác trên mình những yếu tố mờ ảo hư cấu. Nó truyền tay nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác, nên đâu đó ở trong những câu chuyện dân gian ấy là những cốt lõi lịch sử, những tư liệu lịch sử không thể bỏ qua. Theo truyền thuyết, Kinh Dương Vương lấy con gái của Động Đình Quân là Thần Long rồi sinh ra Lạc Long Quân. Sau này, Lạc Long Quân lấy Âu Cơ là con gái của Đế Lai. Họ sinh ra 100 trứng, nở ra 100 con, là tổ của Bách Việt. Tuy nhiên, vì Lạc Long Quân là giống rồng, Âu Cơ là giống tiên, nên hai vợ chồng phải chia cắt, đem 50 con lên rừng và 50 con xuống biển. Sau đó, phong cho con trưởng là Hùng Vương nối ngôi vua. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sử gia Ngô Sĩ Liên có lời bàn: con cháu Thần Nông Thị là Đế Minh lấy con gái Vũ Tiên mà sinh Kinh Dương Vương, tức là thủy tổ của Bách Việt. Vương lấy con gái Thần Long sinh ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy con gái Đế Lai mà có phúc lành sinh trăm con trai. Đó chẳng phải là cái đã gây nên cơ nghiệp của nước Việt ta hay sao? Khi Hùng Vương lên ngôi đã đặt quốc hiệu là Văn Lang, chia nước ra là 15 bộ. Lãnh thổ là vùng khu vực đồng bằng sông Hồng ngày nay. Giúp việc cho vua Hùng là các lạc hầu, lạc tướng. Con trai vua Hùng được gọi là Quan Lang, con gái được gọi là Mị Nương. Thời kỳ này đời đời cha truyền con nối, các đời nối tiếp nhau nhưng vẫn lấy chung hiệu là Hùng Vương. Từ trước đến nay, chúng ta vẫn nghĩ rằng với 18 đời vua mà thời gian kéo dài đến 2.622 năm, như vậy rõ ràng là rất vô lý. Cũng theo truyền thuyết kể lại, các vua Hùng là những người hiền lành, chan hòa với dân, không mang tính chuyên chế như giai đoạn sau này. Vua Hùng và các quan lang, mị nương đều cùng dân sản xuất, chăn nuôi, chung lưng đấu cật. Họ là những tấm gương để nhân dân học hỏi. Vậy, khoa học lịch sử ghi chép như thế nào về thời kỳ Hùng Vương? Các bạn thân mến, thời đại Hùng Vương đã từng được ghi chép thành một phần riêng trong hầu hết các bộ sử của Việt Nam phong kiến, và các tác giả thời kỳ đó cũng coi thời kỳ này là một phần không thể thiếu của lịch sử dân tộc. Ví dụ như Hùng Triều Ngọc Phả của Nguyễn Như Đỗ thời nhà Lê, cuốn Việt Sử Lược thời Trần, Dư Địa Chí thời Lê. Đặc biệt nhất, không thể không nhắc đến cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, một cuốn sách sử đồ sộ do Ngô Sĩ Liên biên soạn. Bộ sử này đã đưa thời kỳ Hùng Vương vào phần Kỷ Hồng Bàng Thị với ba tiểu mục là Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân và Hùng Vương. Trong đó, Ngô Sĩ Liên có ghi chép khái quát về thời kỳ Hùng Vương, và đây cũng là một phần quan trọng của bộ sử này. Trong sách Lĩnh Nam Trích Quái đặt tên là Chuyện Hồng Bàng. Trong Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca, khi nói đến cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng có ghi: một xin rửa sạch nước thù,
ai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng. Điều đó cho thấy thời đại Hùng Vương là thời kỳ có ý nghĩa quan trọng trong tâm thức của người Việt, là cái mốc để người Việt vượt qua mọi thử thách. Với sự ghi nhận của khoa học lịch sử, đặc biệt là ngành khảo cổ học, chúng ta không chỉ tự hào vì có thời kỳ dựng nước sớm, mà còn tự hào vì Việt Nam là một trong những cái nôi của loài người. Bởi các nhà khảo cổ học đã tìm thấy rất nhiều những phát tích của loài người ở khắp các miền của Tổ quốc như Thanh Hóa, Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn Vi, Lâm Thao, Phùng Nguyên, Gò Mun, xóm Rền Gia Thanh ở Phủ Ninh. Vì nguồn tài liệu về thời kỳ Hùng Vương còn rất ít, chưa rõ ràng nên từ cuối những năm 60 của thế kỷ 20, thời đại Hùng Vương trở thành đề tài nghiên cứu nghiêm túc của các nhà sử học, đặc biệt là ngành khảo cổ học. Đến năm 2019 vừa qua, thông qua quá trình nghiên cứu thì rất nhiều những câu hỏi về thời kỳ Hùng Vương được giải đáp, và chúng ta có thể khẳng định thời kỳ Hùng Vương là một thời kỳ có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi con người, với dân tộc Việt Nam. Trong cuốn sách Lịch sử Việt Nam do nhà xuất bản Khoa học Xã hội xuất bản vào năm 1971 viết rằng: thời kỳ Văn Lang, thời kỳ Hùng Vương là một giai đoạn trọng yếu của lịch sử Việt Nam. Chính trong thời kỳ này đã xây dựng nền tảng dân tộc Việt Nam, nền tảng văn hóa Việt Nam và truyền thống tinh thần Việt Nam. Và thời kỳ Hùng Vương cũng được đưa vào sách giáo khoa của các cấp để giảng dạy trong trường học. Khoa học lịch sử ghi nhận, thời kỳ Hùng Vương hay nhà nước Văn Lang là thời kỳ đầu tiên của xã hội có giai cấp và nhà nước ở Việt Nam. Qua nguồn sử liệu của các sử gia phong kiến và dựa trên cơ sở của ngành sử học cho chúng ta thấy rằng, do nhu cầu trị thủy, nhu cầu chống ngoại xâm và việc trao đổi kinh tế văn hóa giữa những bộ lạc, nên các bộ lạc có xu hướng tập hợp, thống nhất với nhau. Thủ lĩnh bộ lạc Việt dựng lên nước Văn Lang, xưng vua, gọi là Hùng Vương. Thời kỳ này truyền được 18 đời. Hùng Vương là những thủ lĩnh của thời kỳ Việt Nam bắt đầu dựng nước. Như vậy, chúng ta thấy rằng sự thành lập của nhà nước Văn Lang không phải xuất phát từ nhu cầu nắm quyền của một bộ phận nào trong xã hội, mà xuất phát từ các công việc công, việc chung để sinh tồn và bảo vệ lãnh thổ. Về con số 18 đời vua thì có rất nhiều tranh cãi. Con số 18 trùng với 18 con chim hạc trên mặt trống đồng bay ngược chiều kim đồng hồ. Vì 18 vị vua thì khó giải thích được vì sao lại sống lâu như vậy. Trần Trọng Kim có viết: cứ tính hơn bù kém, mỗi ông vua trị vì được non 150 năm. Dẫu là người đời thượng cổ nữa thì cũng khó lòng mà có nhiều người sống lâu được như vậy. Việt sử Tiêu Án của Ngô Thì Sĩ cũng viết: người ta không phải là vàng đá, sao lại sống lâu được như thế? Điều ấy càng không thể hiểu được. Một số ý kiến thời kỳ phong kiến sau đó thì cho rằng 18 ở đây là 18 ngành, nhánh, mỗi nhánh 10 người, tổng cộng có 180 vị vua Hùng. Cho nên con số 18 ở đây là 18 đời vua, chứ không phải là 18 người, 18 vị. Hiện nay, đây là cách giải thích thuyết phục nhất. Các đời vua Hùng là những đời nào? Các bạn hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử để theo dõi các series tiếp theo mà Chân Dung Lịch Sử thực hiện nhé! Các bạn thân mến, thời kỳ này là bước ngoặt lịch sử lớn lao, đưa nước ta từ thời kỳ thị tộc bộ lạc sang thời kỳ có giai cấp và nhà nước. Nó cũng đánh dấu sự phát triển về công cụ sản xuất với các công cụ bằng đồng, sắt và kỹ thuật luyện đồng, trong đó có biểu tượng chống đồng Đông Sơn. Thời kỳ Hùng Vương trên cơ sở của khảo cổ học là một thời kỳ có xã hội phát triển khá cao so với thời kỳ trước đó. Để có cơ sở chính xác hơn, từ năm 1971, các nhà khảo cổ học đã khai quật thêm các di chỉ thuộc văn hóa Đông Sơn và văn hóa Phùng Nguyên. Đây là hai nền văn hóa có quan hệ chặt chẽ nhất với thời nhà nước Văn Lang, Hùng Vương. Qua các nghiên cứu của các nhà khảo cổ học khẳng định rằng thời kỳ này, cư dân đã biết sử dụng các công cụ như cày, bừa, dùng sức kéo của trâu, bò. Bên cạnh làm nông nghiệp thì chăn nuôi và các nghề làm gốm, luyện kim, đồng và sắt có vai trò quan trọng. Các dấu tích được tìm thấy cho biết thời kỳ này do nông nghiệp được hỗ trợ bởi công cụ nên năng suất cũng tăng lên. Cư dân không chỉ ăn gạo tẻ mà còn trồng gạo nếp. Bằng chứng là các nhà khảo cổ học đã tìm thấy chõ xôi
ở gần khu mai táng làng Vạc. Sự có mặt của gạo nếp trùng khớp với câu chuyện về bánh chưng bánh dày. Từ đó, đời sống tinh thần của cư dân cũng được cải thiện. Với việc các nhà khoa học phát hiện và nghiên cứu về văn hóa Đông Sơn, một bức tranh khá toàn diện về thời kỳ Hùng Vương được dựng lên. Dựa vào những gì khai quật được từ lòng đất thuộc thời kỳ văn hóa Đông Sơn, chúng ta thấy niên đại của nó trùng khớp với thời kỳ Văn Lang. Tuy nhiên, thời gian ra đời vẫn còn nhiều tranh luận. Thời đại Hùng Vương là thời kỳ kỹ thuật luyện đồng đạt đến đỉnh cao. Thời kỳ này, kỹ thuật luyện đồng được coi là vượt trội hơn cả so với các vùng khác như trống đồng của khu vực sông Dương Tử Trung Quốc hay các trống đồng của khu vực Đông Nam Á. Trống đồng Đông Sơn được biết đến với âm sắc đẹp, trong trẻo với nghệ thuật trang trí trên mặt trống tuyệt mỹ và mang ý nghĩa sâu sắc. Trống đồng Ngọc Lũ, Cổ Loa được đúc khá hoàn thiện mà cho đến nay chưa có ai đúc thành công theo đúng như thời kỳ đó. Đây chính là minh chứng cho sự phát triển của thời kỳ Hùng Vương. Trên mặt trống đồng không chỉ đơn giản là những hoa văn họa tiết trang trí mang đậm tính nghệ thuật, mà đó chính là thông điệp, là những hình ảnh nổi bật của thời kỳ đó, giống như là lời nhắn gửi, truyền tải đến thế hệ sau. Theo các nhà sử học đánh giá, người xưa đã biết truyền tải ý nghĩ, tư duy thông qua hình vẽ một cách sáng tạo và linh hoạt. Ví dụ như trên mặt trống đồng Ngọc Lũ, tính từ trung tâm có 16 vành tròn, chính giữa là hình mặt trời với 14 tia. Ở vành 8 có 2 nhóm, mỗi nhóm lại có 10 con hươu lại cách nhau bằng 2 tốp chim bay. Điều này thể hiện âm dương luân dịch vận động. Ở vành 10 có 36 con hạc, 18 con bay và 18 con đậu xen kẽ. Điều này thể hiện hình tượng âm dương trong trạng thái đối lập một động một tĩnh. Từ đó tạo thành sự vận động không ngừng để làm nên cuộc sống. Hay ở vành số 12 và 16 là những dải răng cưa được ghép lại bởi các hình tam giác nổi và tam giác chìm, cũng là tượng trưng cho âm và dương. Điều đó nói lên sự hòa quyện giữa âm dương. Hầu hết các hình ảnh, họa tiết trên các mặt trống đồng thời kỳ này thể hiện âm dương rất rõ nét. Đó cũng là một trong những tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam, tín ngưỡng phồn thực. Rất nhiều các nhà sử học Việt Nam và nước ngoài thời kỳ hiện đại quan tâm và khảo cứu thời kỳ Hùng Vương, như giáo sư Hà Văn Tấn, tiến sĩ Trần Thị Phương Hoa, phó giáo sư tiến sĩ Đào Tố Uyên và tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thanh, sử gia Trần Quốc Vượng, Đào Duy Anh, các tác giả nước ngoài như Kate Taylor người Mỹ và Fedorin người Nga. Như đã nói ở trên, khi đời sống vật chất được nâng cao thì đời sống tinh thần cũng được cải thiện rõ rệt. Cư dân cùng nhau tổ chức các lễ hội. Chúng ta có thể thấy điều này được khắc họa trên một số mặt trống, hình vẽ. Khi tìm được các cán dao găm, các nhà sử học khẳng định thời kỳ Hùng Vương, phụ nữ mặc váy, đàn ông thì đóng khố cởi trần. Chúng ta có thể thấy y phục của cư dân thời Hùng Vương có những điểm tương đồng với y phục của một số vùng quê Việt Nam ngày nay. Như vậy, chỉ nhìn vào trang phục, chúng ta thấy nó không chỉ mang bản sắc dân tộc riêng của người Việt, mà nó còn khẳng định tính độc lập dân tộc. Đời sống tinh thần của cư dân thời Hùng Vương rất phong phú. Trong cuộc sống hôn nhân, trầu cau được lấy làm sinh lễ. Trầu cau tượng trưng cho sự trung thủy. Qua nhiều câu chuyện kể lại khác nhau với nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đa số cho rằng thời kỳ này gồm hai bước dạm và cưới. Bên cạnh đó, phong tục ăn trầu, cau với vôi. Sau này, mặc dù dân tộc ta chịu sự ảnh hưởng của phương Bắc, nhưng phong tục này vẫn được gìn giữ và được duy trì đến tận ngày nay. Thời kỳ này, cồng chiêng là nhạc cụ phổ biến nhất. Ngoài ra còn có khèn, sáo. Những hình ảnh này được khắc trên mặt trống đồng. Hoạt động múa hát cũng phong phú hơn. Từ những tiếng hú, tiếng reo gọi bầy đã dần hình thành những lời du, những câu hát trong các nghi lễ mà chúng ta không thể không nhắc đến hát xoan ở Phú Thọ, được hình thành từ thời kỳ Hùng Vương. Hát xoan Phú Thọ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể năm 2011. Không chỉ hát, mà cư dân thời kỳ Hùng Vương còn rất thích múa theo nhịp cồng, chiêng. Trên mặt trống đồng cũng ghi lại những hình ảnh này. Qua nhiều câu chuyện kể lại, thì thời kỳ Hùng Vương đã tổ chức các lễ hội dân gian, đặc biệt là hội làng. Ở làng nào cũng có hội.
lễ hội dân gian có vai trò vô cùng quan trọng, là nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống tinh thần. Ngoài hội làng, còn có các lễ cầu mưa, cầu mùa, các lễ hội thi tài. Một trong những tín ngưỡng đẹp nhất của người Việt Nam được hình thành từ thời Hùng Vương, đó là thờ cúng tổ tiên, những người có công với làng, nước, những anh hùng dân tộc. Nét tín ngưỡng này được duy trì đến ngày nay và chắc chắn cả mai sau, mà tiêu biểu nhất là lễ hội Đền Hùng, thờ cúng các hùng vương. Tín ngưỡng này là sợi dây kết nối tinh thần đoàn kết dân tộc, gắn liền với đạo đức, xuyên suốt quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam. Tín ngưỡng này cũng là nguồn gốc của các tín ngưỡng khác. Tất cả tạo nên sức mạnh tinh thần để dân tộc ta vượt qua bao khó khăn, đánh bại các nước xâm lược từ nhỏ đến hùng mạnh. Hàng năm, cứ ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, cả nước lại cùng hướng về cội nguồn của dân tộc, Đền Hùng Phú Thọ. Đây chính là một lễ hội lớn của toàn thể dân tộc Việt Nam. Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, các thế hệ người Việt Nam vẫn luôn tưởng nhớ các đời vua Hùng với tất cả niềm tin. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi nói chuyện với các cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong năm 1954 có nói: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước." Cuối thời kỳ Hùng Vương, Hùng Vương đã nhường chức cho Thục Phán để lập nên nhà nước Âu Lạc. Sau đó một thời gian ngắn, đất nước ta rơi vào ách thống trị 1.000 năm của các triều đại phong kiến phương Bắc. Vậy là qua bài phân tích trên đây, chúng ta thấy rằng thời kỳ Hùng Vương không chỉ có trong một truyền thuyết, mà trong những câu chuyện kể có cốt lõi là lịch sử. Và rất nhiều những bí mật về thời kỳ này tuy không được ghi chép lại nhưng đã được các nhà sử học, các nhà khảo cổ học vén bức màn che. Thời đại Hùng Vương có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Đây là thời kỳ phát triển kinh tế, xã hội, đời sống văn hóa tinh thần và tâm linh. Đây cũng là thời đại hình thành nên những giá trị về văn hóa và các giá trị ấy thấm sâu vào mỗi con người Việt. Ngày nay, ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 được tổ chức tại Đền Hùng Phú Thọ là một trong những ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam, là ngày để con người Việt Nam hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công lao của các vị vua Hùng trong quá trình dựng nước và giữ nước. Giỗ tổ Hùng Vương là dịp để mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về lịch sử, bản sắc văn hóa nước nhà. Qua đó, mỗi người Việt không ngừng rèn luyện, học tập để phục vụ đất nước. Tất cả chúng ta cùng nhau chung tay xây dựng Việt Nam ngày càng phát triển để sánh vai cùng với các cường quốc Nam Châu. Với những chia sẻ trên, hy vọng đã đem đến cho các bạn những thông tin hữu ích về thời kỳ Hùng Vương. Đừng quên comment xuống phía dưới về suy nghĩ của các bạn về thời đại Hùng Vương. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.